Bức xúc với ông cụ 70 tuổi lên tiếng về sư Minh Tuệ đang đi học theo 13 hạnh đầu đà là sai trái, thì cô chú anh chị nghe hết video sau để hiểu hơn nha mọi người. Sau đây xin mời cô chú anh chị lắng nghe. Hạnh đầu đà là vi phạm nhân quyền, kể cả đối với lại tu sĩ. Vì vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau 6 năm tu luyện hạnh đầu đà, Ngài đã phải từ bỏ trở về với trung đạo. Ngài đã kể lại Ngài đã trải qua hạnh đầu đà như thế nào cho con cháu. Đương nhiên đó là Ngài kể lại hạnh đầu đà, chứ không phải là Ngài dạy hạnh đầu đà cho con cháu, dạy cái mà Ngài đã từ bỏ. Trải qua hơn 2.000 năm, những người kém thông minh đã hiểu sai tưởng lời kể hạnh đầu đà là lời dạy của Đức Phật. Vì vậy nếu nói là học hạnh đầu đà theo lời dạy của Đức Phật thì đó là vu cáo Đức Phật. Dạ, Tâm Chánh Pháp xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Trước khi mà phản biện lại những cái lời nói của chú này thì cho phép Tâm xin phép là trả lời một số câu hỏi mà từ hôm qua tới giờ có một số anh em bạn bè nhắn tin cho mình hỏi là đọc thông tin trên báo pháp luật đó. Bây giờ là có rất là nhiều người YouTuber cũng như là TikToker, rồi có một số người họ cạo đầu, họ mặc cái áo của thầy tu, bây giờ họ ăn dầm nằm về ở nhà của bố mẹ sư Minh Tuệ luôn rồi, thì có ảnh hưởng gì đến nhà của bố mẹ sư Minh Tuệ, cũng như là ảnh hưởng gì đến an ninh trật tự, cũng như là ảnh hưởng gì đến con đường ẩn tu của sư Thích Minh Tuệ hay không? Thì những cái thông tin này mình cũng đã nghe nha. Thì ở đây mình quy ra là những cái nhóm này nó có ba cái nhóm. Cái nhóm mà TikToker, cái nhóm mà YouTuber á, là có cái nhóm một á, là họ yêu kính sư Minh Tuệ, họ muốn quay hình ảnh sư Minh Tuệ để họ lan tỏa yêu thương nha, họ làm gì cái tấm lòng họ tôn kính, thì cái nhóm này không có ảnh hưởng gì đến sư Minh Tuệ cũng như là gia đình bố mẹ của sư Minh Tuệ. Và cái nhóm thứ hai là cái nhóm này đến đó quay những cái hình ảnh sư Minh Tuệ cũng như là gia đình của sư Minh Tuệ, thì cái nhóm này vì cái mục đích câu view để kiếm một chút vật chất để lo cho gia đình, cha mẹ, vợ con, vân vân, thì cái nhóm này cũng không bao giờ gây ảnh hưởng gì đến cho an ninh trật tự, cũng như là gây ảnh hưởng gì đến cho gia đình sư Minh Tuệ, cũng như là sư Minh Tuệ nha. Còn cái nhóm thứ ba là cái nhóm này á, là nó sẽ trà trộn vào để mà nó chống phá, nó đưa những cái thông tin sai lệch về sư Minh Tuệ để nó kích động cái lòng dân, thì cái nhóm này rất nguy hiểm. Cho nên là quý vị gần đây quý vị có thấy không? Cái nơi mà ẩn tu của sư Minh Tuệ đó được công an bảo vệ một cách rất là nghiêm ngặt. Trước đây á, là sư Minh Tuệ ẩn tu ở sau vườn nhà mình đó, thì một ngày chỉ đi khất thực có 2 tiếng đồng hồ mà thôi, rồi quay trở về cái chòi của mình để mà ẩn tu. Thì trước đây thì thầy đi thì chỉ có vài chục người thôi, nhưng mà gần đây thì nó lên tới hàng trăm người rồi, hàng mấy trăm người rồi. Bây giờ là nó không còn là cái sự yên ổn nữa. Đây là cái cơ hội mà cái bọn chống phá nó trà trộn vào để mà nó muốn giật dây, nó muốn hãm hại sư Minh Tuệ. Là để làm gì? Để nó hãm hại sư Minh Tuệ, để mà nó quy chụp cho nhà nước của chúng ta là không có tự do tín ngưỡng, không có tự do tôn giáo, đúng không? Rồi nó đăng đàn lên, nó kêu gọi tất cả các nước là nói ở Việt Nam không có nhân quyền, không có tự do ngôn luận, không có tự do tín ngưỡng, vân vân. Thì chắc có lẽ các bác lãnh đạo cũng phải bỏ một số công sức của mình ra để mà phân tích, đúng không? Cho nên là nhà nước bây giờ đã giữ rất là kỹ, cài cấm những cái an ninh vô đó là để bảo vệ sư Minh Tuệ một cách rất là kỹ lưỡng. Cho nên các bạn cũng yên tâm nha. Thật sự mà nói là cái hình ảnh của sư Minh Tuệ bây giờ nó không còn là nó ở trong nước nữa rồi, mà nó mới lan tỏa ra khắp cả nước ngoài rồi đó. Cho nên là bây giờ nhà nước cũng bây giờ người ta bu nhiều quá rồi, bây giờ là sư Minh Tuệ cũng đã quyết ẩn tu không xuất hiện nữa. Gần đây thì sư Minh Tuệ không xuất hiện nữa bởi vì những cái nơi đó bị lộ rồi, mà quý vị thấy công an đứng căng dây tùm lum hết. Cái chuyện này thì mình sẽ nói nhiều hơn nữa nha. Bây giờ những cái hình ảnh sư Minh Tuệ đó đã lan tỏa khắp nơi rồi, cho nên là mọi người người ta tập trung, người ta về Gia Lai rất là nhiều.
Đó, những cái hình ảnh lan tỏa của sư Minh Tuệ bây giờ giúp ích rất nhiều cho tỉnh Gia Lai. Bây giờ rất là nhiều người người ta đến Gia Lai để người ta muốn tận mắt nhìn thấy sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ bây giờ sư Minh Tuệ đi đến đâu tôi bảo đảm rằng là cái sự phát triển ở đó nó sẽ đột phá lên một chút, đúng không ạ? Bây giờ có rất là nhiều người người ta hướng về cái vùng đất Gia Lai. Một số đoàn bác sĩ họ đến đó để họ chữa trị cho những cái người vùng cao, những người dân tộc vùng cao đó, đúng không? Rồi họ quyên góp mấy chục tấn gạo, mì vân vân rất là nhiều để bây giờ chở đến đó để giúp đỡ cho một số người bà con nghèo còn nghèo đói ở trên đó, đúng không? Những cái hình ảnh sư Minh Tuệ như vậy thì nó lan tỏa như vậy, phải nói là rất là cảm ơn, phải nói là cái sự lan tỏa này nó rất kịp thời và nó đúng lúc như vậy, giúp cho những cái người đồng bào vùng cao đó có một cái miếng ăn cơm no áo ấm như vậy thì rất là tốt, đúng không? Cái chuyện này thì mình nói dài lắm nhưng mà mình chỉ phân tích như vậy thôi nha, tại clip thì nó không cho làm dài cho nên mình chỉ nói sơ như vậy thôi. Mà cái những cái hình ảnh sư Minh Tuệ bây giờ là rất tốt nha, cho nên là nếu mà thí dụ như sư Minh Tuệ ở đó thì cái vùng đất Gia Lai có thể là phát triển nhiều hơn nữa, bởi vì rất là nhiều người, hàng ngàn người, hàng triệu người sẽ kéo về cái vùng đất Gia Lai thì công ăn việc làm nó sẽ sản sinh ra rất là nhiều, đúng không? Thì vùng đất Gia Lai sẽ là chuyển hóa, sẽ nâng lên, sẽ là có công ăn việc làm, sẽ giúp rất là cải thiện kinh tế rất là nhiều. Còn bây giờ thì mình xin phản biện lại cái ý kiến của chú Đọ nè. Ông này tôi không biết ông tên gì thì thôi đặt ông chú Đọ đi nha. Dạ kính thưa chú Đọ, chú Đọ làm sao mà chú Đọ biết là ông Phật ông đã bỏ đi cái hạnh 13 đầu đà? Nếu mà ông bỏ đi cái hạnh 13 đầu đà thì làm sao mà ông truyền lại y bát cho Ngài Ca Diếp hả? Tất cả các thầy tu ở Việt Nam nói chung và thế giới nói riêng thì chưa có ai nói là Đức Phật đã bài xích cái tu hạnh 13 đầu đà. Mà ông là cái người không biết có phải Phật tử không, hay là ông là cái người ngoại đạo mà ông biết là Đức Phật đã bài xích ra, đã từ bỏ, chỉ là kể lại cái hạnh 13 chứ không phải là giới thiệu cái hạnh 13 đầu đà. Làm sao mà chú biết được hả? Chú không có hiểu gì trơn mà chú nói nếu mà Đức Phật đã từ bỏ, đã bài xích cái tu khổ hạnh, tu cái hạnh 13 đầu đà thì Ngài đâu có truyền lại y bát cho Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp là đại đệ tử của Đức Phật đó, đúng không? Ông không có hiểu gì hết trơn, thôi lớn tuổi rồi, có quỷ thời gian sống của mình nó không còn bao nhiêu hết trơn á, thôi thì mình tích một chút công đức để mà con cháu mình sau này nó nhờ, đúng không? Rồi mình già rồi, bây giờ là mình gần xuống lỗ rồi, gần đất xa trời rồi, ngán cơm thèm đất rồi, bây giờ thôi đừng có lên trên mạng mà nói tầm bậy tầm bạ nữa, phải không? Mình lớn rồi mình làm cái tấm gương cho con cháu mình nó noi theo, đúng không? Chứ bây giờ lớn tuổi rồi, bây giờ mà đưa cái mặt lên đây mà để cho những đứa con nít nó chửi, nó sỉ nhục thì bây giờ con cháu ông nghĩ như thế nào? Ông không có hiểu gì hết trơn á, chưa bao giờ có thầy tu nào hay là người ta tu bao nhiêu năm trời rồi, đúng không? Những ông thầy tu, những ông chân tu đó, ông tu bao nhiêu năm trời mà ông chưa bao giờ ông nói là cái hạnh 13 đầu đà Đức Phật đã bài xích, Đức Phật đã từ bỏ. Mà chỉ có một mình ông là cái người đầu tóc hai thứ tóc rồi. Ông không phải là người xuất gia hay là cái người làm đường người ngoại đạo mà ông biết cái gì mà ông lên đây ông nói là Đức Phật đã bài xích cái tu cái hạnh 13 đầu đà. Trước khi mà ông rời khỏi nhà đó là ông tu cái hạnh 13 đầu đà 6 năm trời. Và tu cái hạnh 13 6 năm trời rồi ông ngưng là ông thiền định 49 ngày là ông đã đắc đạo. Ông có hiểu gì đâu. Rồi sau này ngài đại tử của ông là ngài Ca Diếp mới tìm hiểu những cái gì mà ông để lại trên cái đường đời mình tu học đó. Ông đã giảng lại thì cái ngài Ca Diếp là đại đệ tử của ông đó đã thấy là thấy cái căn cơ của mình nó thích hợp với cái hạnh 13 đầu đà thì Ngài Ca Diếp mới xin Đức Phật để mà đi theo cái hạnh 13 đầu đà để tu. Nhưng mà trước khi đi thì Đức Phật cũng đã nói tu cái hạnh này là rất khổ, đúng không? Ông mới chỉ lại là tu như thế nào, là phải là ngủ ngồi, phải ăn, là phải ăn chỉ một ngày một bữa, rồi là đi phải khất thực, là đi khắp nơi ngủ ở gốc cây nghĩa địa, mặc áo thì mặc áo những cái áo mà lụm ngoài nghĩa trang nghĩa địa rất là nhiều. Ông đã truyền lại như vậy thì Ngài Ca Diếp mới cảm thấy mình đủ khả năng để mà đi theo cái hạnh 13 đầu đà đó. Thì Ngài Ca Diếp đã quyết định đi. Thì Đức Phật mới truyền lại y bát cho Ngài Ca Diếp. Rồi ông lấy tư liệu từ ở đâu mà ông nói Đức Phật đã chỉ nhắc lại cái hạnh 13 chứ không phải là giới thiệu. Cái hạnh 13 đầu đà đó là đức chính Đức Phật là người chế ra nha. Ông đừng có nói tầm bậy, không biết nói là khẩu nghiệp dữ lắm nghe ông nội. Chú Đọ. Thôi nó chơi cho lớn rồi chú ơi, thôi làm cái chút gì mình làm cái tấm gương cho con cháu mình nó nhìn đi, chứ đừng có lên đây mà mình có am hiểu gì đâu. Từ cái lời nói cử chỉ cho đến nhìn cái miệng của ông thôi là tôi biết ông đó sân si đầy hết rồi, lớn tuổi rồi. Mình sau này đó mình đã cái quỹ thời gian mình không có rồi, mình dành một chút cái quỹ thời gian cuối cùng này để mà mình dạy dỗ con cháu nha, đúng không?
Dạ, chào chú. Mọi người ơi, Tâm Chánh Pháp có làm một cái kênh YouTube Tâm Chánh Pháp. Mọi người nếu có xem được cái clip thì nhớ đăng ký kênh để mỗi khi mà em ra clip thì thông báo cho mọi người biết nha. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, hẹn gặp lại.